Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, từ ngày 10 tháng 4 2015, quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi sau xe gắn máy, người đi xe đạp điện đã có hiệu lực thi hành. Sau ngày này, việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trở thành một trong những nội dung thuộc kế hoạch tuần tra xử lý vi phạm thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông. Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với chủ đề Trẻ em với an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Đơn Dương. Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, huyện Đơn Dương đã chủ động phối hợp với các ngành đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi mục đích ý nghĩa trong việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi, cũng như nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông. Tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện, rất dễ bắt gặp những khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung hãy bảo vệ trẻ em trước hiểm họa của tai nạn giao thông, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, hay đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ. Bên cạnh đó, nội dung an toàn giao thông còn được lồng ghép trong các môn học, các chương trình sinh hoạt đầu tuần, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm xây dựng văn hóa giao thông trong các em học sinh. Bình thường thì bố mẹ chở em đi học có đội mũ bảo hiểm, và đội mũ bảo hiểm giúp cho em khi mà bị thương thì trên vùng đầu sẽ bớt bị nặng, bị thương nặng. Một số trường trên địa bàn huyện Đơn Dương còn thiết kế khu vực để mũ bảo hiểm riêng cho học sinh. Đây vừa là hình thức tuyên truyền, vừa góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cả học sinh và phụ huynh trong việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Riêng với nhà trường thì các cái hoạt động tập thể đầu tuần cũng như là hoạt động tập thể cuối tuần ở lớp thì đã tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh để trang bị cho các em đầy đủ trang bị cho các em mũ bảo hiểm để các em khi tham gia giao thông, không những đến trường mà còn khi tham gia giao thông ở bên ngoài nữa. Nhờ công tác tuyên truyền rộng rãi kết hợp triển khai tuần tra kiểm soát nhắc nhở thường xuyên, đến nay số lượng trẻ em được phụ huynh trang bị mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Đơn Dương tăng đáng kể. Từ đó, mỗi phụ huynh, mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên trong việc vận động toàn dân đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông. Theo chú nghĩ thì cái này là trước mắt là bảo vệ cho bản thân mình và cho các bé. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì cái này là nhà nước ra thì quy định thì cái này là đúng là tốt cho cộng đồng thôi. Nhưng mà bác nghĩ là nên, nói chung mọi người, tất cả mọi người đều phải cho các cháu, các bé là từ 6 tuổi trở lên là phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả khả quan nêu trên, vẫn còn không ít phụ huynh hoặc chưa nắm rõ quy định, hoặc lơ là với sự an toàn của con trẻ, dẫn đến việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ chưa được thực hiện nghiêm túc. Để giải quyết thực trạng này, sự phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa địa phương, nhà trường và các đơn vị liên quan là hết sức quan trọng. Qua quá trình triển khai thì nhận thấy cái tình trạng vi phạm vẫn còn xảy ra. Cụ thể là một số phụ huynh là cũng chưa nắm bắt được cái thông tin. Một số phụ huynh là vẫn còn chủ quan, còn có những cái nhận thức như là nhà ở gần trường học, nên là việc đưa đón con em là cũng chưa thực hiện nghiêm cái việc đội mũ cho con em mình. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi xác định vấn đề này cũng tiếp tục triển khai, và chúng tôi cũng xác định là nhiệm vụ là tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng. Song song đó thì công tác tuần tra xử lý cũng là một cái nhiệm vụ quan trọng để từng bước chấn chỉnh lại công tác cái quy định về bắt buộc đội mũ trẻ em trên 6 tuổi. Việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết, không chỉ đảm bảo an toàn cho trẻ mà còn tạo nề nếp ý thức chấp hành luật lệ giao thông nói riêng và chấp hành pháp luật nói chung ở trẻ em. Trẻ em chưa thể ý thức được việc tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho trẻ, mỗi người lớn, mỗi bậc phụ huynh cần nâng cao nhận thức bảo vệ con em mình.